Hi, hello. Và xin chào anh em đã quay lại với channel của tôi. Thì mình là Lan Hy đây. Và hôm nay mình sẽ quay lại với một cái video reaction. Thì mình sẽ react to một cái video rất là kinh điển. Nó nhiều cái đề tài mà mọi người rất là ghê sợ. Và mọi người, nếu những ai đã trải qua điều này thì sẽ rất là ám ảnh. Chứ là video về những pha nặng mụn kinh điển như thế giới. Thì hôm nay mình biết là chủ đề này nó sẽ rất là kiểu như là rất là kinh dị. Nhưng mà mình thấy nó kinh dị mà mình vẫn bị ghiền. Mình coi nhiều mình sẽ bị ghiền, mình có thấy mình không? Nhưng mà ai đã từng trải qua những coi những cái video mà nặng mụn á, mình thấy là sẽ rất là ghê. Nhưng mà mình thấy cái cảm giác nặng nó đứt một mụn như vậy á, nó rất là đã, rất là vô mốt đúng không? Nên là cũng không cho các bạn chờ đợi lâu nữa. Bây giờ mình sẽ tập video ngay thôi nào. Get go. 2, 3. Cũng không biết cái mụn mụn này nó trải qua bao nhiêu năm rồi nữa. Ui, cái gì đã chứ, cái này nhìn ghê các bạn. Tại vì cái mụn này lùi à, thì ra đây là mụn của một, như là mụn của một bà lão này kia, là nó rất là, cái mụn nó cũng già trong 5 tháng theo, là chắc là lâu lắm, mấy chục năm cũng nặng hay sao. Thì mình rất là ghê đúng không? Không biết là có đau không, mà gì chắc là đau lắm. Mình đã từng đi nặng mụn rồi, mình biết cái cảm giác nó rất là đau. Tại da lúc đó nó cũng còn non đó, nên là nó cảm giác mình nó khá là đau. Tới người mới nè. Trời ơi, cái mụn gì cái này, mấy cái mụn mọi người ơi. Chưa giờ thấy cái mụn nào mà nó dài tự mì vậy đó. Cái cảm giác cái này giống như là một con dung nó đang bò vô trong cơ thể là nặng ra. Chứ cái mụn gì mà nhìn như một cái sợi mì spaghetti vậy mọi người. Mình cũng thường rất là hay xem mấy cái video này nha. Mỗi lần mà mình stress á, mình xem này nó rất là đã. Cảm giác mà mình giải phóng một cái mụn mụn nó ra vậy, mà mình xem được cận cảnh gì đó rất là đã luôn. Còn để biết cái mụn mụn đó trong cơ thể mình thì mình khó chịu tới cỡ nào, mình thấy là mình muốn kiểu như là hay là cái bụp vậy á. Mỗi lần mình nặng cái nghe cái bụp, chắc là hầu hết các bạn ở đây được trải qua cái cảm giác là nặng mụn này rồi đúng không? Wow, mặt mình cũng là một dạng là mặt mụn đó mọi người, mà mình mặt mình đỡ hồi xưa nhiều lắm rồi. Mình thì mình ít đi nặng mụn, mình chỉ nặng 2-3 lần đầu trải nghiệm thôi, nên là mình nhấn là sao mình không đi nặng mụn nữa. Tại vì mình thấy nặng mấy lần rồi nó cũng không có giảm, nhưng mà sau khi nặng mụn á, cái mặt mình nó sưng tày quầy, nó còn xấu hơn nước chưa nặng, nên là mình quyết định mình không nặng. Chứ lẽ đau mình không chịu được mọi người, mình thà nặng xong cái mặt mình nó xấu lúc chưa nặng thì mình nặng làm cái gì. Dù mình nặng lâu ngày thì chắc là nó cũng hết, nhưng mà mình để tới giờ thì mặt mình nó cũng tự động hết mụn, mình cũng không có cần cái ừ gì vậy. Cái này thấy mụn mọi người đúng không? Cái này chắc là da chết ở trong lỗ tai lâu quá không cái gái á, không lâu quá không lấy cái tay cho nên là nó bị như vậy đó. Yeah, cái này chắc chắn là da chết luôn. Không phải nhét cái gì đóng liền, phải nhét cái gì đóng. Yeah, ghê quá, thấy ghê quá. Rồi cảm giác nhìn thẳng vô trong một cái lỗ tai là như vậy, sắc nét full HD không che luôn. À thì ra đây là một cậu bé ở dơ luôn, ngày không tắm nè. Trời ơi, cái một cái cục rái còn bự cái cục nợ của tôi nó thiệt chứ. Tại không biết là sao có thể sống sót nổi với một cái cục rái tay như vậy trong suốt một khoảng thời gian dài và chịu đựng nó. Chắc là cái cậu này là sợ đi móc nó ra nè, sợ đau lên tôi đi nè. Ở cái này một gì đó thôi, ngủ không? Rồi nó có, ui, nặng như té rồi hết luôn kìa. Nở hoa luôn. Ở cái này ngay ở ngoài sao mình có ấy. Mà chưa bao giờ trải qua một cái mụn nó bự tới vậy mọi người. Chắc có nhiều người là do cơ địa người ta bị mụn nhiều. Ở cái này phải mổ ra nữa, thì là nó nhiều lắm. Ghê quá. Cảm giác các bạn lúc mà nặng mụn nó sẽ rất là kinh khủng, rất là đau đớn. Nhưng mà
sau khi tất cả những cái cội nguồn được giải phóng ra khỏi cái mụn rợp cảm giác đó như thế nào. Nhưng nữa ở này là mụn cũng có rành gì mụn lắm, mình cũng biết một số tên là mụn, như cái này là mụn mụn gì ta, mụn nhiều, mụn dầu á, mụn nhờn á, lỗ chỗ là cái mụn này khá là dễ nặng, đa số là nó mọc trên mũi, mũi mình quá trời mụn, nặng hàng ngày cũng không hết được, nó là vì cái mụn này nó mọc hàng ngày luôn á. Nó giống như là một cái chất nhờn tiết ra khỏi cơ thể mà da mình là da dầu nữa, nên là nó rất là nhiều. Mụn này là cái mụn nặng rất đau nhất, thì đâu có nặng gì đâu, ta có cái dụng cụ chiên người ta gắp ra thôi. Cái mới này nè, nào mấy cái này mình có thể cảm giác đau dòng người ta luôn, mình biết người ta có là phải thuốc thuốc mê với lộn, người ta có dán cái thuốc bôi cái thuốc tê lên hay không, nhưng mà nếu không thì chắc là sẽ cũng cảm giác là đau, tại vì khửi bụng ở trong cái cơ thể mình đau, bụng lên cái bụng lâu đời lắm, bụng một chiếc mụn già cỗi đã được tập được khởi ra từ bao nhiêu năm ẩn giấu thì nó như thế này đây. Mình cũng chưa bao giờ có cảm giác mà để mụn mụn, mình cũng chưa bao giờ có một cái cảm giác mà để một cái mụn mụn nó lâu tới như vậy trong cơ thể của mình đó. Mình cũng có thể mình có nhưng mình không phát hiện ra thôi. Hay biết các bạn xem lại cái mình hay là các bạn có mụn mụn nào giống vậy không nha. Này mụn gì ta? Chắc là mụn đầu đen. Ồ, cái này là cái chỗ lên lỗ chân lông mà nó có một lông luôn nè. Ồ, ngộ ha. Thì khi mà kéo cọng lông lên thì nó cũng đi cái mụn lên theo luôn. Wow, wow, cảm giác rất là thỏa mãn luôn, rất là đã. Mèo, còn nữa không? Wow, có nhớ mùi của mèo mèo, mùi thịt máu. Người cũng hay quá, nhìn thấy không có gì trơn mà ta nặng lên được kìa. Mấy cái mụn này là mụn mẩn luôn ha. À, chỗ này là chắc ngay cái tai á. Ngay cái tai. À, trong khi xem video thì các bạn cũng đừng quên là cho mình một nút đăng ký nha. Thì đa số mọi người xem kênh của mình thì mọi người không có nhấn đăng ký thì mình cũng khá là buồn. Người có đăng ký nó miễn phí mà mọi người chỉ cần nhấn một nút đăng ký thôi, nên là cũng không sao đâu. Nó cũng sẽ không có mất nhiều thời gian của các bạn đâu, nên là nhớ nhấn nha. À, với các bạn nếu mà có ai mà có cảm giác khoái xem những cái thể loại này giống như mình thì các bạn hãy comment ở bên dưới để cho mình biết là mình không cô đơn nha các bạn ơi. Mình có thể xem những cái video này rất là lâu, có thể mình coi hàng giờ liền đó, tại vì nó rất là đã nếu mà mình có thời gian. Phê. Thật ra mình nhìn thì mình thấy phê thôi, chứ nếu mà cái người đó nằm đó cảm giác nó sẽ cũng rất là đau đúng không? Ồ, nó văng luôn kìa. Ủa, cái này là ở dưới cằm á. Mặt mình bây giờ thì không có đi nặng mụn theo kiểu này, mà mình sẽ dùng những cái biện pháp giống như là xài kem mụn nè, rồi xài mấy cái dưỡng da lắp mặt nạ cho mặt đẹp các kiểu. Chứ mình không có như hồi xưa đi nặng mụn nó rất là đau và mặt rất là xấu. Mình
bị áp dụng cái kiến. Ngoài ra thì mình còn uống nước nhiều và ăn thức ăn lành mạnh, nó sẽ rất là giúp cho cơ thể mình nên trị theo mình nên trị từ bên trong ra. Tại vì mình bị mụn á thì do là thức khuya, mọi người nhớ là thức sớm, cái lộn mọi người nhớ là ngủ sớm nha, đừng thức khuya. Tại vì cái gan của mình nó làm việc là cái chỗ để thải độc á, khi mà nó làm việc nó không có thời gian để làm việc á thì nó sẽ thải độc ra bằng cách là nổi mụn để nó báo mình biết là bây giờ cơ thể mình đang cần nghỉ ngơi, đúng không? Mà cái giờ hoạt động của gan á, theo mình nhớ là từ 11 giờ tối cho tới 1 giờ sáng, nên là cái thời gian đó mình không đi ngủ thì gan nó sẽ không có làm việc được, thì nó sẽ thể hiện cho mình biết bằng cách là nó nổi mụn ra ở ngực hoặc là sau lưng hoặc là trên mặt. Nên là mình cũng sợ mình biết cái này giờ này là lột lông hả hay là mụn đầu đen ta nhìn đảo hả. Để mình cũng số có một cái tiếp đó, chứ là nếu mà các bạn nhịn tiểu á thì nó sẽ nổi mụn ra cái dương chỗ này nè, đó là dấu hiệu các bạn biết là đi đái đi. Đó là cái biểu, tức là cái dấu hiệu mà cơ thể thông báo với các bạn là tới giờ đi đái rồi vậy đó. Mình thấy được mắt của người bên đây là người ta cũng đang cảm giác là nhịn đau đó mọi người. Nhưng mà vì đẹp phải hy sinh thôi, phải chịu đau thôi đúng không? Thôi, rồi video của mình reaction đây cũng là đã đủ dài rồi và đã đủ cái thời lượng của video ngày hôm nay rồi. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi mình tới cái giây phút này. Rồi, nếu các bạn thấy video này hay và satisfying, rất là thỏa mãn thì mọi người nhớ cho mình một like nha, share, comment và đặc biệt là nhấn cái nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ channel của mình nha mọi người, vì nút đăng ký là miễn phí mà, cho nên là nhớ nhấn nha. Như mình mới đọc lại cái thoại trang ngày nãy hả. Rồi bây giờ thì bye bye. Slow down, you're doing fine, you can't be everything.